Thưa quý vị và các bạn, vụ rơi máy bay tư nhân trở theo lãnh đạo của tập đoàn quân sự Wagner Yevgeny Prigozhin cùng những trợ lý thân cận của mình vẫn đang được giới chức Nga điều tra. Phía Ukraine và phương Tây đã có những phản ứng đầu tiên về vụ việc. Bên cạnh đó, thì một chuyên gia của trang chuyên theo dõi máy bay, đó là Friedada 24, đã chỉ ra 30 giây bất thường trên chuyến bay xấu số, số này. Vậy vụ việc trên đã có những tình tiết nào được xác nhận? Xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại những chi tiết liên quan đến vụ rơi máy bay trên. Bộ tình trạng khẩn cấp Nga xác nhận một chiếc máy bay đã lao xuống đất ở vùng Tver khiến cả ba thành viên phi hành đoàn và bảy hành khách trên máy bay thiệt mạng trong ngày 23 tháng 8 theo giờ địa phương. Bộ này cho biết chiếc máy bay phản lực Embraer Legacy 600 đang trong hành trình từ Moscow đến Saint Petersburg vào thời điểm xảy ra vụ việc. Cơ quan vận tải hàng không Nga Rosaviasia cho biết ông Prigozhin cùng một số chỉ huy cấp cao của Wagner đã có mặt trên máy bay gặp nạn. Các video do kênh Mars và Bazaar Telegram công bố cho thấy chiếc máy bay lao thẳng xuống đất theo một quỹ đạo dường như không kiểm soát được, để lại đằng sau một vệt khói đen nhưng không cho thấy rõ bộ phận nào của máy bay đã bốc cháy. Theo Cơ quan Vận tải Hàng không Nga, ông Prigozhin có tên trong số những người có mặt trên máy bay nhưng cơ quan này không tuyên bố rõ ràng về việc thủ lĩnh Wagner đã thiệt mạng hay không. Tính đến tối muộn 23 tháng 8 theo giờ địa phương, các quan chức Nga cho biết họ đã tìm thấy 8 thi thể, tất cả đều được mô tả là bị bỏng nặng một số cơ quan truyền thông Nga xác định số đuôi của máy bay là RA02795 được cho là máy bay của ông Prigozhin theo trang web theo dõi chuyến bay Flyradar 24, chiếc máy bay thứ hai cũng được cho là thuộc quyền sở hữu của ông Prigozhin với số đuôi là RA-02878 đã rời Moscow ngay sau khi chiếc máy bay đầu tiên cất cánh nhưng đã quay trở lại và hạ cánh sau khi có tin tức về vụ tai nạn. Ngoài lãnh đạo Wagner trên chiếc máy bay xấu số, số còn có ông Dmitry Utkin là cánh tay phải của lãnh đạo Wagner đồng thời là người hỗ trợ sáng lập công ty này. Ngoài ra còn có Valery Chekalov, người được cho là phó lãnh đạo Wagner. Những người còn lại gồm Sergei Propustin, Yevgeny Makarian, Alexander Totmin và Nikolai Matusev, được truyền thông Nga xác định đều thuộc công ty quân sự tư nhân Wagner phản ứng trước thông tin chiếc máy bay tư nhân chở lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin gặp nạn tại tỉnh Tver khi trên đường từ thủ đô Moscow đến Saint Petersburg trong ngày 23 tháng 8 theo giờ địa phương, cố vấn tổng thống Ukraine ông Mikhail Podolyak bình luận rằng ông Prigozhin đã tự ký vào lệnh tử hình chính mình khi tiến hành vụ nổi loạn ở Nga và sau đó phải đồng ý chuyển đến Belarus. Cùng ngày phía Mỹ và phương Tây cũng đã có những phản ứng đầu tiên về vụ việc trên. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng ông không ngạc nhiên về thông tin này nhưng cũng chưa biết chính xác việc gì đã xảy ra. Trước đó trong một cuộc họp báo tháng 7 ở Phần Lan, chủ nhân Nhà Trắng từng nói rằng ông Prigozhin nên lo ngại về sự an toàn của mình sau vụ binh biến của Wagner ở Nga hôm 24 tháng 6. Bình luận về vụ máy bay chở ông chùm Wagner gặp nạn, Ngoại trưởng Ba Lan nói rằng khó tìm được ai cho rằng đây là một sự việc ngẫu nhiên. Hiện phía Điện Kremlin và Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa đưa ra bình luận về vụ việc trên. Trước đó, Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga ngày 23 tháng 8 thông báo một máy bay tư nhân từ Moscow tới Saint Petersburg bị rơi ở khu vực Tiver, Nga và ông chủ công ty quân sự tư nhân Wagner, Yevgeny Prigozhin cùng một số trợ lý thân cận được cho là đã có mặt trên chiếc máy bay đã thiệt mạng. Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết toàn bộ 10 người trên máy bay đã thiệt mạng. Cơ quan hàng không dân dụng Nga cho hay trong danh sách hành khách có tên của ông chùm Wagner và nhiều trợ lý thân cận. Cơ quan điều tra Liên bang Nga cho biết họ đã mở một cuộc điều tra hình sự để xác định liệu có bất cứ sai phạm nào về an toàn hoạt động vận tải hàng không trong vụ việc này hay không. Theo đài RT của Nga, các đoạn video ngắn do kênh Telegram của Mash và Bazaar đăng tải cho thấy chiếc máy bay phản lực Embraer Legacy 600 lao xuống mặt đất dường như không thể kiểm soát. Đám khói đen đã bốc ra từ chiếc máy bay nhưng chưa rõ bộ phận nào của phương tiện bị cháy. Theo flyradar 24 một dịch vụ dựa trên nền tảng internet cho thấy thời gian thực thông tin chuyến bay trên bản đồ Google Maps và Apple Maps, máy bay này đã ngừng truyền dữ liệu vị trí lúc 18 giờ 11 phút theo giờ địa phương, có thể do sự can thiệp hoặc gây nhiễu trong khu vực. Tuy nhiên, máy bay tiếp tục truyền dữ liệu khác trong 9 phút nữa. Khoảng 30 giây cuối cùng trước khi biến mất khỏi màn hình radar, máy bay này đột ngột hạ độ cao nhanh chóng. Theo chuyên gia Ian Petchenik của trang theo dõi chuyến bay Flyradar 24, vào lúc 15 giờ 19 theo giờ Greenwich Mean Time, máy bay đột ngột lao xuống theo hướng thẳng đứng. Trong khoảng 30 giây cuối, máy bay đã hạ độ cao nhanh chóng. Ông Petchenik cho biết chuyện xảy ra rất nhanh, có lẽ những người trên chiếc máy bay cũng vật lộn sau khi có chuyện xảy ra. Tuy nhiên, trước khi máy bay rơi, không có dấu hiệu nào cho thấy có bất kỳ trục trặc nào. Trang Flyradar24 cho biết dữ liệu của họ chỉ ra chuyến bay trứng lại ở độ cao khoảng 8.400m và thực hiện một số thay đổi nhỏ về độ cao. Dữ liệu có được trong phút cuối cùng cho thấy máy bay nâng lên và hạ xuống thất thường, có thời điểm leo lên độ cao trên 9.000m. Sau đó, máy bay đột ngột hạ độ cao với tốc độ gần 2.400m mỗi phút trước khi việc truyền dữ liệu độ cao dừng lại. Những đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy máy bay hạ độ cao nhanh chóng với phần mũi gần như hướng thẳng xuống dưới và một đám khói bốc lên phía sau. Theo trang web International Aviation HQ, mẫu máy bay Embraer bị rơi ở Nga chỉ ghi nhận một vụ tai nạn trong hơn 20 năm phục vụ và đó là do sai sót của phi hành đoàn chứ không phải do lỗi cơ khí. Sau vụ rơi máy bay ở Nga, phía hãng máy bay Embraer từ chối bình luận. Hãng nói rằng Embraer đã tuân thủ các lệnh trừng phạt quốc tế áp đặt lên Nga, các lệnh trừng phạt ngăn các nhà sản xuất máy bay phương Tây cung cấp các bộ phận hoặc hỗ trợ các máy bay hoạt động ở Nga. Trước đó giới chức Nga cho biết, một máy bay Embraer Legacy thuộc sở hữu tư nhân được cho là của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner đã bị rơi ở tỉnh Tver phía bắc Moscow. Các nhà chức trách của Nga cho biết, họ đã mở một cuộc điều tra để xác định điều gì đã xảy ra. Một số nguồn tin giấu tên nhận định với truyền thông Nga rằng chiếc máy bay đã bị bắn hạ bởi một hoặc nhiều tên lửa đất đối không. Hiện vụ tai nạn máy bay này vẫn đang được giới chức Nga điều tra làm rõ. Wagner là công ty quân sự của Nga tại Ukraine. Tuy nhiên, cuối tháng 5, Wagner bất ngờ thông báo rút khỏi chiến trường Bakhmut ở Ukraine, lùi về dưỡng quân. Sau vụ nổi loạn bất thành ở Nga vào cuối tháng 6, ông Trùm Wagner chấp nhận chuyển đến Belarus, trong khi các thành viên khác của Wagner được quyền lựa chọn trở về quê nhà hoặc sang Belarus hoặc ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga wagner đã chuyển hoạt động đến một căn cứ bỏ không ở belarus nhưng kể từ đó ông chum Prigozhin hiếm khi xuất hiện trước công chúng sau hai tháng im hơi lặng tiếng vào đầu tuần này ông chum Prigozhin đã phát hành một đoạn video dường như được quay ở châu phi trong đoạn clip ông nói rằng tập đoàn wagner đã mở lại hoạt động tuyển dụng và đang tiến hành các hoạt động trinh sát và tìm kiếm nhằm chống lại nhà nước hồi giáo is tự xưng al qaeda và những tên cướp khác trên khắp lục địa Thưa quý vị và các bạn, sau đây sẽ là những cập nhật thông tin mới nhất về vụ rơi máy bay chở theo lãnh đạo của Wagner, ông Yevgeny Prigozhin cùng các trợ lý thân cận. Mới đây thì cơ quan chức năng của Nga đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi vi phạm quy tắc an toàn giao thông và hoạt động vận tải hàng không. Theo hãng tin TASS, cơ quan chức năng của Nga xác nhận không còn người sống sót trong vụ tai nạn rơi máy bay vào tối ngày 23 tháng 8 theo giờ địa phương ở vùng Tiver phía bắc của thủ đô Moscow, khiến cho ông trùm tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin thiệt mạng, đồng thời đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi vi phạm các quy tắc an toàn giao thông và hoạt động vận tải hàng không. Cơ quan vận tải hàng không của Liên bang Nga đang điều tra về vụ tai nạn. Cơ quan này cũng cho biết trên máy bay có 10 người và không còn ai sống sót sau vụ việc theo cơ quan này, chiếc máy bay tư nhân hạng thương gia Embraer Legacy 600 có số hiệu là RA-02795 ở đuôi, được thực hiện trên cơ sở giấy phép sử dụng không phận, được cấp theo cách thức quy định. Máy bay gặp nạn thuộc sở hữu của công ty MNT Aero, công ty chuyên kinh doanh vận tải. Cơ quan vận tải hàng không của Liên bang Nga đã công bố danh tính của tất cả các hành khách và thành viên của phi hành đoàn trên máy bay Embraer bị rơi, trong đó có người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, ông Yevgeny Prigozhin, cùng chỉ huy lực lượng này, ông Dmitry Yudkin. Bên cạnh đó, còn có Sergei Propustin Yevgeny Makaryan, Alexander Tovmin, Valery Tchekalov, Nikolai Masusev và ba thành viên của phi hành đoàn, gồm cơ trưởng Alexei Levsin, phi công phụ là Rustam Karimov và tiếp viên hàng không Kristina Raspopova. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác, vào ngày 24 tháng 8 theo giờ địa phương, Triều Tiên cho biết đã nỗ lực phóng vệ tinh do thám thứ hai của họ và nỗ lực này đã kết thúc thất bại vì đã có lỗi trong hệ thống kích nổ khẩn cấp trong hành trình bay thuộc giai đoạn thứ ba. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, Bình những tuyên bố họ đã phóng thành công vệ tinh do thám Maligion-1 được gắn lên loại tên lửa mới có tên là Chorima-1 nhưng đã thất bại do lỗi xảy ra trong quá trình bay 3 giai đoạn của tên lửa và lỗi được xác định xảy ra ở trong giai đoạn phóng thứ ba. KCNA cũng cho hay cơ quan hàng không vũ trụ quốc gia Triều Tiên có kế hoạch điều tra nguyên nhân sau sự cố của hệ thống kích nổ khẩn cấp. Bình Nhưỡng sẽ một lần nữa đặt mục tiêu đưa vệ tinh vào quỹ đạo ở trong tháng 10 tới. Vụ phóng vào ngày 24 tháng 8 được tiến hành khoảng 3 tháng sau khi vụ phóng vệ tinh do thám đầu tiên của Triều Tiên kết thúc thất bại vào cuối tháng 5 vừa qua. Vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh cuộc tập trận mang tên là lá chắn tự do Uchi của quân đội Hàn Quốc và Mỹ tiến hành đã bắt đầu từ ngày 22 tháng 8 triều tiên đã nhiều lần chỉ trích cuộc tập trận này là hành động khiêu khích quân sự